Bà, thưa quý cô chú anh chị ơi, bữa nay là Phong có mặt ở nhà của mẹ con của em Cương đây. Đó. Bây giờ đón tiếp cô khỏe không? Khỏe. Mặt đỡ chưa? Đỡ. Xanh, nhiều nó xanh luôn rồi nè. Bà thở cái chân cái này cục nào mà. Dạ. Cục giờ nào mà bà chúng chỗ cái xương này nhiều máu chảy tuôn tuôn. Mà có nhớ không không? Không. Hết rồi hả? Trời ơi làm gì nữa vậy nè? Chị ghé thăm mẹ em làm món đạm bạc để em mời chị ăn bữa cơm. Cái món này mà đạm bạc gì đó. Thấy cô vậy thấy vui vậy là con cũng mừng lắm á. Còn đứa cháu nội nữa mà giờ nó khóc hoài nó nhớ bà nội. Ờ coi clip đi em thấy em bé khóc quá. Ê, trời, bà coi vậy bà nói em bé khóc thấy tội nghiệp dữ trời á. Má khóc quá trời luôn. Ừ, đây. Rồi ha, đi lên ha ha con. Rồi điện thoại luôn. Đó. Nói đãi mấy món đơn giản không à, mấy món thường không à. Nè thịt bò nè. Gà xếp phai nè. Đó, còn cái này ốc gì đây? Ốc hương luôn. Quá rồi. Món quá đơn giản luôn rồi. Quý lắm đó nha. Thì đúng. Dạ. Bữa cháu đứng nó khóc quá trời thấy cũng tội nghiệp. Con coi clip thấy đi ngang mà ngồi khóc. Trời ơi tưởng là hết rồi, ai nhà có thêm cái món cháo rồi nữa nè đó. Rồi có cái món ừ đây, la sét nữa nè. Ê, ngồi đi cô. Rồi con ngồi luôn bây giờ. Dạ. Không ngồi gần được không tới giờ. Dạ. Ngay ngày đi làm. Rồi ông thì tôi đi xin đi làm cho ông đi làm hồ, bây giờ ta cũng không nhận. Dạ. Xin bảo vệ ta cũng không nhận nữa. Mà bây giờ con cái thì đứa nào cũng khổ chứ. Mà ông thì ông ăn xài quá trời luôn rồi, tiền bạc hao hết quá đó. Thì mình phụ nữ mình phải nói gì chứ làm sao mà phải không? Dạ. Mình phải tiếc chứ làm sao. Đó, mà mợ nói nha, ông ăn chơi từ 2004 mà tới 2024 còn cái gì nữa. Tới 2024 luôn. Bước qua nó. Tính ra là cái này giống như cái tật rồi chứ không phải ấy nữa rồi ha. Quá ăn chơi rồi. Thì anh không biết sao, người ta thường người ta nói em nói anh có coi một cái kênh gì của anh gì đó, anh nói là giang sơn thì dễ đổi bản tính thì ba em khó dời. Đúng rồi. Tại vì ba em đánh mẹ em năm nay là không phải là vài năm trở lại đây mà đã hơn 40 năm rồi. Ừ. Ba em đánh đập hành hung vợ con rồi xong rồi ba em còn có cái bản tính là giống như là gặp ai cũng muốn lấy trên cái tính mà dân cồn đó chị. Em biết là em nói cái chuyện này ra thì người ta nói em biêu xấu ba em, nhưng mà cái này không phải là biêu xấu. Em muốn nói ra cho tất cả mọi người biết là ba em như vậy để người ta can thiệp vô, người ta có tiếng nói vô cộng đồng, mọi anh người con. Có cái tiếng nói giúp đỡ nói vô cho ba em đừng có đánh mẹ em nữa. Chú không có quay ngay con, an tâm đi. Mẹ em quá khổ rồi chị, khổ 40 mấy năm vì chồng vì con rồi xong rồi quay lại bây giờ vì cháu nữa. Thì làm sao mẹ em chịu đựng được. Chị biết không, em lên quay xong mà tất cả dữ liệu hay hết luôn đó chị. Hay hết luôn đó anh Phong. Cả một cái Bạn muốn ăn khô nhưng chưa biết mua ở đâu, giá cao lại sợ bị lầm, nhưng giá rẻ thì sợ kém chất lượng. Đừng lo, hãy đến với Tâm Rồng Sớm, nơi bạn có thể lựa chọn được các loại khô vừa ngon vừa hợp khẩu vị, giá cả thì phải chăng. Còn chuyện chơi gì nữa, nhanh tay liên hệ Zalo 0918642092 để đặt hàng và thưởng thức các món ngon đặc sản của Đồng Tháp. Dạ thì qua những cái buổi ăn ngon, hiện giờ là gặp cô với con gái á, như con hỏi là từ cái bữa mà cô đi từ Cần Thơ cô lên đây á, thì cô có những suy nghĩ như sao không? Là ổng có liên lạc với cô không? Không, không có liên lạc gì chứ. Dạ hả? Không. Tại vì thấy bữa đó, đó là thái độ của ổng là nóng giận dữ lắm. Rồi lúc đó là con thấy là ổng quạo dữ lắm rồi đó. Có những cái hành động mà đối với Cương á, thấy cũng hơi là áp lực luôn á. Dạ, bởi vậy? Dạ. Dữ lắm mà. Thì nhưng mà cô cũng... ổn dài là cô tinh thần ổn định không? Cô có buồn phiền gì ở nhà không? À, không, cô cũng không buồn phiền gì nữa giờ. Yeah. Như Cương, như cái bữa dẫn mẹ vậy đó. Dạ. Yeah. Thì thấy cái thái độ của ba đó. Dạ. Yeah. Cũng lầm quá. Dạ. Yeah. Có khả năng là như cũng muốn động tay động chân với em á, thì lúc đó em suy nghĩ sao ạ?
Dạ thì em cảm ơn các anh vì hôm đó có sự góp mặt của các anh á, em mới không bị ăn đòn. Chứ thật ra hôm đó mà không có các anh thì hôm đó em ba em đánh em, ba em đánh em nhiều lắm luôn đó. Tại vì em biết cái tính ba em mà, ba em rất hung hăng, chỉ đánh vợ đánh con thôi. Nói chung ra là mẹ em lên đây mấy hôm nay thì mẹ em cũng đỡ ổn định tâm trí, nhưng mà không có bị ba em đánh nữa thôi. Mà bây giờ thì em lên, đưa mẹ em lên đây thì chờ công an, cơ quan pháp luật có thể vô để vào cuộc. Để là bình những dạ, cái hành động sai trái dạ, của ổng ha. Dạ, để bảo vệ cho mẹ em. Và lúc mà anh đăng tải lên cùng với anh em á dạ, thì trên cộng đồng mạng á, có những cái trái chiều dạ, thì em có xem ở đó không? Dạ em có xem, nói chung ra là em vui, buồn lẫn lộn. Dạ nói chung ra thì cảm ơn cô chú bác anh chị đã hiểu và thông cảm, chia sẻ cùng em. Đúng còn rồi, có những anh chị chưa hiểu em thì cũng trách em, thì mong là anh chị xem hết clip thì hiểu em hơn, đừng chỉ trích em và mẹ em nữa. Dạ tại vì anh xem được những cái comment á dạ, là thấy là thương mẹ và con dạ, đã chịu những áp giống như là áp lực từ dạ, quá áp lực lâu từ rồi gia đình. Ừ, từ dạ, gia đình, nhất là người mẹ đã dạ, 40 năm chịu đựng dạ, còn em thì bức xúc với những hành động xấu của cha dạ, mà em phải còn trẻ mà em phải bươn chải ngoài đời sớm quá dạ. Nhưng mà những hành động của em là cũng vì em muốn bảo vệ mẹ em dạ, có những cái hành động giống như lên án người cha dạ. Thì nếu mà những cái được mà người ta bình luận xấu á thì dạ, em nghĩ không có đáng đâu dạ, ta thương cho mẹ con nhiều lắm. Nếu mà có những anh chị thì bình luận trái chiều á thì không hiểu về em cho nên là anh chị hiểu lầm em. Thì tất cả em làm cái này là do em bảo vệ mẹ em thôi. Thì từ từ, ví dụ như mà anh chị chưa hiểu thì từ từ sẽ hiểu, thương mẹ con em nhiều hơn. Dạ. Như cái bữa em nói về người cha dạ, hoặc là người trong nhà vậy đó, em có nói hết những cái ý của em chưa? Dạ, em suy nghĩ rất nhiều nhưng mà hôm đó thời gian nó ngắn quá, em chưa thể nào em nói hết. Nếu mà nói về ba em thì em nói, chắc em nói còn dài còn nhiều lắm. Dạ, tại vì cuộc đời em là, theo em biết được là 40 năm nay em trải qua rồi, chỉ có cay với đắng thôi. Nhưng mà tất cả dông tố đó đều ba em gây ra cho mẹ con em hết. Nếu mà kể về ba em thì em kể rất dài, rất nhiều. Em chưa thể nào mà em kể về ba em hết được, cái đó chỉ là một nội dung nhỏ thôi. Dạ. Em lúc đó em chỉ muốn là thiệt lẹ dạ, để mà bảo vệ mẹ em, để rước mẹ em đi em nhanh đi, dạ, đi thiệt nhanh dạ. Thì bây giờ em đang ở trên Sài Gòn dạ, người gọi không xác định. Giờ cô gặp rồi cô không khóc được dạ. Hồi em biết nhiều người chỉ trích mẹ con em là tại sao em xem những cái clip á, thì người ta chỉ trích em á, người ta nói là tại sao em lại đi đưa ba lên mạng xã hội, vì em đã chịu đựng hơn 40 năm rồi, em không thể nào mà em cam tâm mà để ba em đánh đập mẹ em như vậy nữa. Thì thôi, mong tất cả mọi người hiểu cho em, để em lên đây có cái tiếng nói để em bảo vệ mẹ em. Dạ. Anh theo từ bây giờ anh ngồi quan sát người mẹ của em á. Dạ. Hình như là cô đã giống như là chịu đựng một cái thời gian quá lâu rồi. Dạ, mẹ em cái cảm xúc nó không còn nữa. Dạ. Và lúc đó chỉ biết chịu đựng và cam dạ, chịu thôi. Dạ. Hồi đó là cô khóc nước mắt chan cơm đó, nước mắt mà chan cơm đó. Rồi bây giờ là nó cạn luôn ha. Cạn luôn. Khi tổn thương trở thành thói quen thì người ta sống trong bình thản. Trời ơi. Tại vì tổn thương này dập tới tổn thương khác quýnh, thì biết cái mình thấy nó là chuyện bình thường, mà chuyện là mình chịu đựng được, là coi như là mọi thứ nó đã cũng trải qua được. Cho nên là bây giờ cô giống như là cái đầu óc cô bây giờ giống như cô cũng bình thản đi, bởi vì đó cũng là một việc quá bình thường đối với mình rồi, tại mình đã chịu đựng quá nhiều là bây giờ nó quá bình thường rồi. Bởi người ta hay nói là khi tổn thương trở thành thói quen thì mình sống trong bình thản. Nhưng mà trước đây thì mẹ em còn trẻ, mẹ em còn chịu đựng đòn roi được, còn bây giờ mẹ em lớn tuổi, mẹ em già rồi chị, mà giá lại mẹ em còn bệnh trong người nữa, mẹ em đâu có sức mà để mà chịu đựng đòn roi của ba em hoài được. Thì bây giờ em lên đây để em có cái tiếng nói, em bảo vệ mẹ em. Thì mong mọi người hiểu, thương mẹ con em mà đừng chỉ trích em là tại sao mà đem ba em lên mạng xã hội cho mọi người xem. Em nói thật sự, em mẹ em thì cũng nói nhiều rồi, bây giờ em chỉ mong sao cho công an, cơ quan vào cuộc
để xử lý cho ba em một ngày sớm nhất để ba em thay đổi lại tính tình. Ba em đừng đánh đập mẹ con em nữa. Em nói thật sự, nếu mà bây giờ mà đi vô cơ quan pháp luật thì danh sách và hồ sơ của ba em đều có ở phường hết rồi. Tất cả ở đây. Vậy hả? Dạ. Tại vì ba em là có một cái danh sách đen ở phường là ba em đánh đập mẹ con. Rồi ba em có một cái danh sách ở phường là ba em giống như là đi đi bạo dâm những người lối xóm á. Và những người đó cũng như là ngoại tình. Dạ. Ngoại tình. Ba em là đứng đi nào đi bạo dâm dạo á. Trời. Dạ. Là danh sách ba em ở phường đã có sẵn rồi. Thì bây giờ em rất mong cơ quan pháp luật đi vào cuộc sớm nhất để cho ba em thay đổi, cải cách lại cái con người của ba em. Dạ. Giống như thay đổi cái hành vi và thái độ và coi mẹ em giống như là một người vợ. Dạ. Chứ không phải là một nô lệ để mà hành hạ đánh đập ha. Dạ. Ba em xem mẹ em giống như một nô lệ và một kẻ thù. Dạ. Dạ, nói chính xác là nô lệ và kẻ thù. Dạ. Tất cả em nói cái này là đây là sự thật nha. Bạn bè ba em đến nhà ăn uống gì á, ăn đồ ăn thừa không hết á, là ba em hất đổ hết, không có cho mẹ em ăn đó. Dạ, đâu phải xem cô là một người vợ nữa đâu. Mà xem cô xem giống như là một cái... Người kẻ thù. Giống như người làm trong nhà, còn không biết có được... Thua người nữa đợi nữa. Ổng nói đồ ăn, ổng nhậu với bạn, nhậu hay là ăn hết, thì hết không hết thì đổ chứ không cho cô ăn. Đúng là cô đổ chứ không cho cô ăn. Mẹ em khổ lắm, một đời vì con vì cháu đó. Năm nay mẹ em sáu mấy tuổi là gần hết một đời người rồi. Mà mẹ em phải cam chịu bị đòn bị roi nữa thì bây giờ em không cam tâm. Cái sức khỏe càng ngày càng lớn tuổi thì cũng không có chịu đựng nổi những cảnh đòn roi. Nói chung trên cái tinh thần thì khi mà cái lúc mà bị đòn nó chịu không nổi thì bỏ đi. Nhưng mà một thời gian nguôi ngoai rồi cũng lại muốn quay trở về. Nhưng mà về thì cũng không sống nổi. Dạ không sống. Tại vì đánh quá. Em cũng nói như vậy nè. Tại sao mà ba em á lại không thương mẹ em? Trong khi mẹ em không làm gì sai hết. Ba em đánh đập mẹ em một cách tàn nhẫn dã man. Mẹ em đi á, đi khi nào về thì về, đi thì đi, chừng nào về về, không quan tâm đến mẹ em. Không biết hỏi han mẹ em, mà mẹ em về chưa biết ăn năn hối hận. Mà mẹ em về thì lại đánh mẹ em thêm nữa. Em không biết mẹ em làm lầm lỗi gì. Nhưng mà tất cả những gì hành vi trước đây, ba em từ ngày theo em biết được, em cảm nhận được là hành vi ba em đều sai hết. Mẹ em chưa làm gì lầm lỗi, mẹ em chưa biết nợ ai dù chỉ một xu, mẹ em chưa biết mất lòng với lối xóm. Mẹ em không làm gì sai theo em cảm nhận của em. Em là người con, em cảm nhận như người mẹ em nha. Còn ba em á thì ăn chơi, gái gú, rồi về đánh đập hành hạ mẹ con em. Em thắc mắc không biết mẹ em làm gì nên tội mà ba em lại đối xử với mẹ em như vậy. Con cho cái cô, rồi cô lo cho cháu cô. Vậy đó. Lo đầy đủ lắm. Mà sao không biết ông nghĩ sao mà ông ghét vợ, ghét con, mà ông ghét cháu nữa. Ông thương. Kỳ vậy đó. Như cô ảnh từ lúc cô thắc mắc chị đó. Từ lúc mà ông cưới cô tới nay á, là cái cuộc hôn nhân á, nó có những cái vấp ngã gì không mà lại quá trời tàn nhẫn đối với cô vậy? Ông mới cưới cô là buổi sáng, là buổi chiều ông chửi cô rồi đó. Trời. Chửi nát cô chứ. Cái bản năng, bản tính mà cái dạng mà côn đồ nó đã trỗi dậy từ lúc mới cưới rồi. Mới buổi sáng là buổi chiều thôi đó. Ba em là có bản tính là gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ba em không bao giờ mà thay đổi được bản tính. Cho nên bây giờ em muốn mong là cộng đồng mạng có tiếng nói góp vô để nói và cơ quan pháp luật đi vào cuộc sớm nhất để cho ba em thay đổi, còn để cho ba em cải cách làm sao mà sống tốt với vợ với con, chứ từ xưa giờ ba em sống rất tệ với mẹ con em. Bây giờ cô có mong ước gì mà như là người chồng mình thay đổi không cô? Thì cô cũng mong mà cộng đồng mạng giúp đỡ cho cô, cho ổng thương vợ, thương con, thương cháu. Là cô mong vậy đó, chứ ổng là không có thương vợ, thương con, thương cháu gì chứ. Kể như là cô có hy vọng là ổng sẽ thay đổi không? Mà cô biết cái tánh ổng không thì không có thay đổi đâu. Không có thay đổi đâu. Tánh ổng hung hăng mà. Với cô cho con hỏi là hồi trước là cô với chú là quen nhau hay là người ta làm ai? À, quen nhau. Vậy hả? Mà có quen có như vậy không? Không. Mà gia đình... Như vậy này. Gia đình cô không có gả. Quen là 3 năm mà gia đình cô không có gả. Cái bữa đó ổng lên, ổng rủ cô đi lễ Noel. Rồi cái bắt đầu cái người cô của cô mới mét má của cô, má cô mới mét ông nội cô. Ông nội cô qua quýnh cô. Rồi rút ruột lại là người bác của cô đứng rồi gã nè. Vậy
Vậy là có thể nào là do gia đình biết được, như là người ta nhìn cái bản năng của ba em nhìn thấy được cái tính của chú không tốt nữa. Gia đình cô không có gã, không có gã. Họ người lớn tuổi á. Mẹ nói gì nè, mẹ nói là nhà cơ quan pháp luật đi vào cuộc đi. Rồi để có cái biện pháp răn đe, còn không răn đe thì phải trả là cái cách làm sao cho ba em thay đổi, mẹ nói gì đó. Đúng rồi, có như là cô mẹ mong cơ quan pháp luật á. Cô mong như thế nào cô cứ việc nói là bây giờ anh phải hỏi mẹ em đi. Đó, là nó lan tỏa nhiều trên mạng lắm. Thì con cũng tin rằng là bên cơ quan pháp luật á, nó cũng đã xem được cái clip của con và các bạn rồi. Thì cái hình ảnh của cô và cái hành động của người chồng á thì người ta cũng hiểu, cộng thêm cái danh sách mà ở phường, ở xã, nơi của cô và chú sinh sống đó chắc cũng đã dày cộm lắm rồi. Thì cô có mong rằng là ổng thay đổi qua những cái clip này, hoặc là nhờ pháp luật, hoặc là những cái người có bên hội này nọ đó để mà răn đe ổng như thế nào không cô? Thì trước nữa thì cô cũng nhờ công an giải quyết giùm cho cô được khỏe tấm thân của cô, với nhờ ổng thương vợ thương con, đừng có quýnh đập vợ con nữa. Vậy là cũng vẫn còn chịu đựng chứ không muốn xa ổng nữa. Cô cũng không muốn xa ổng mà muốn ổng thay đổi để mà mình về sống chung. Dạ, muốn thay đổi. Cũng 40 năm gắn bó vợ chồng. Dạ. Con cái nó cũng đã lớn nhưng mà còn cha còn mẹ nó hay hơn. Dạ. Nhưng nếu mà chia ly thì cũng mỗi người mỗi ngã thì cũng không có tốt ha. Dạ. Nhờ công an pháp luật răn đe cho ổng. Đang ổng đừng có quýnh cô nữa. Dạ. Bao nhiêu đó là cô cũng là vui rồi phải không? Chứ không giống như là thương yêu mình được rồi. Không đánh mình là mình thấy mình vui rồi ha. Dạ, biết thương vợ thương con, thương cháu rồi được à. Dạ. Như công an răn đe ổng cũng được nữa. Dạ. Đúng là cái người phụ nữ Việt Nam là cái người cam chịu cho dù như thế nào nhưng vẫn cũng không hận không gì hết. Dạ. Chỉ mong thay đổi và thay đổi lại. Dạ. Rồi quay về. Rồi nếu mà quay về mà ổng vậy nữa là cô có tha thứ nữa không? Cô hả? Dạ. Chuyến này cô về chắc cô ở bên nhà anh trai cô quá. À. Anh trai cô quá. Mình dòm ngó coi hành động và thái độ như thế nào. Dạ. Không, ý con là như vậy nè. Ừ. Ý em là muốn là bây giờ đã đưa lên mạng xã hội rồi thì mong cô chú bác anh chị cơ quan pháp luật dạ để đi vào cuộc để giúp đỡ cho mẹ em. Dạ, răn đe làm sao cho ba em đừng bao giờ đánh đập mẹ con em nữa. Để mẹ em đi về đi đứng thoải mái, để về ba em đừng có đánh đập mẹ em nữa. Nếu lần sau đã răn công an phường mà đã làm việc với ba em rồi, răn đe thích đáng là làm cam kết rồi, nếu mà ba em còn hành vi bạo lực mẹ em nữa, đánh đập mẹ em nữa thì em mong cơ quan nhà nước, cơ quan pháp luật á, can thiệp mạnh để cho ba em không còn cái bản tính đó nữa. Em cũng vẫn không có, lúc giận thì giận, nói thì nói, nhưng mà cũng mong là ba thay đổi ha. Dạ, em mong ba em thay đổi với một điều kiện là ba em phải thay đổi là không được đánh mẹ con em. Nếu ba em mà còn đánh mẹ con em nữa thì nhờ cơ quan pháp luật phải giải quyết, răn đe làm sao cho ba em là không còn cái tính đó mà hung dữ với vợ con. Không, anh nghĩ pháp luật bây giờ mà bạo hành gia đình là họ làm rất triệt để. Dạ. Đó, thì để răn đe mạnh để mà cho ổng thay đổi. Dạ. Đó, thì biết anh nghe anh hiểu người mẹ và người con này cũng không có mà hận gì người cha, chỉ mong thay đổi. Mong ba em thay đổi thôi. Vì mẹ em một cuộc đời mẹ em quá khổ rồi. Quá khổ vì chồng rồi. Mà còn lại khổ vì con nữa. Bây giờ lại khổ vì cháu nữa. Thì mẹ em quá thiệt thòi. Dạ. Nếu bác trai có xem được video của con đăng lên á, thì con là người ngoài, con cũng không có dám mà khuyên bác gì. Nhưng mà bác cũng đã lớn tuổi rồi. Thì cái tuổi đời với cái tuổi mà sống á, thì giờ cũng còn ngắn lắm. Mà khi mà không vợ không con, chú ở một mình á, những lúc bệnh hoạn, những lúc ốm đau, hoặc là những lúc mà lìa đời rồi đó, không có nhang khói á, chú có nghĩ tới điều đó không chú? Bây giờ là lúc mà chú phải thay đổi. Chú nghe được người vợ, chú nghe được người con mà vẫn tha thứ cho chú, dù chú đã làm một cái khoảng thời gian dài hành hạ đánh đập vợ con quá nhiều, nhưng cũng không có hận gì chú, mong chú thay đổi. Anh nói vậy là em cũng thấy là
ông có nghe được á, ông sẽ thay đổi ha. Tại vì anh nghĩ nè, lớn tuổi rồi, cái hương khói, cái chăm sóc tuổi già là nó đó, một mình, ai chăm, ai lo. Lúc đó mới suy nghĩ lại tại sao mà đó mình làm như vậy, thì nó đã muộn màng lắm rồi. Mà ổng không uống rượu vô thì còn đỡ nha, ổng uống rượu vô nhìn thấy ổng còn... Mẹ, mẹ đừng nói vậy, lúc nào ba tỉnh ba cũng đánh mẹ, lúc nào ba xỉn ba cũng đánh mẹ. Rồi, nó... Cái lúc tỉnh cũng đánh mẹ. Cái đó là bản tính hả cô? Cô dạ, ơi. Cái bản tính của ba em á, là cái lúc ba em tỉnh, ba em cũng gây sự, ba em cũng đánh mẹ em, còn lúc